Các bạn thân mến, trong phong trào thơ mới, có một tác giả được coi là nhà thơ của chân quê. Khi mà chị nhắc tới đây rồi thì chắc hẳn là các bạn đã định hình ra là chị muốn nhắc tới nhà thơ nào rồi đúng không ạ? Đó chính là nhà thơ Nguyễn Bính. Và ngày hôm nay, ở trong phần video clip này, chị muốn chia sẻ với các bạn về một bài thơ cực kỳ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bính. Nói trước với các bạn thì đây là một bài thơ thể hiện một cái cách yêu mà người ta nói rằng là nếu như trong tình yêu mà thiếu đi cái gia vị này thì có vẻ như là tình yêu sẽ hơi nhàm chán. Không biết là khi mà chị gợi ý như vậy thì các bạn có định hình ra được là bài thơ mà chị muốn giới thiệu với các em ngày hôm nay mang tên là gì không? Không để các bạn phải tò mò nữa nhé. Bài thơ ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn mang tên là bài thơ Ghen. Và đây là một trong số những bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bính. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại bài thơ này nha các em. Bài thơ như sau. Ghen. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chiêm bao đừng lẩn quất bên cô, bằng không tôi muốn cô đừng gặp một trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng làm ẩm áo khách chưa quen, chân cô in vết trên đường bụi, chẳng bước chân nào dẫm được lên. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Các bạn thân mến, bài thơ này thì đã được nhạc sĩ Trọng Khương phổ nhạc và trở thành bài hát cùng tên rồi. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái bài thơ mà thể hiện một cái cảm xúc trong tình yêu, một cái gia vị trong tình yêu quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà ở đây Nguyễn Bính đã vô cùng khéo léo đưa vào trong những cái phần thơ của mình. Vậy là suy cho cùng, tất cả những cái ghen tuông của tôi đều xuất phát từ cái tình cảm, từ tình yêu chân thành mà chính tôi dành cho cô gái đó mà thôi, được không ạ? Hy vọng rằng ngày hôm nay ở trong phần video clip này chị đã chia sẻ cùng với các bạn một bài thơ thú vị. Và mong rằng là sẽ có thêm nhiều những cái video clip như vậy nữa để chị em mình sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với nhau nhé. Còn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi phần video clip này. Chị hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video tiếp theo nhé. Bye bye!